Cũng do ảnh hưởng của bão lũ, chiều cường dâng cao, sóng dữ làm nhiều bờ biển, cửa biển tại tỉnh Thừa Thiên Huế bị sạt lở nặng. Nước mặn cũng lấn sâu vào đất liền khiến việc canh tác sản xuất của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Và ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Bờ biển xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế sau bão, đê chắn sóng đã bị vỡ khiến nước chiều xâm nhập sâu hơn vào các khu dân cư. Dù thời tiết đã ổn định trở lại, nhưng các vụ sạt lở vẫn tiếp diễn. Dải đất ven bờ bị biến dạng từng ngày. Người dân Phan Ngọc Ánh gắn bó với mảnh đất này gần cả cuộc đời, nên hiểu rõ sự tác động từ xâm thực biển. Ảnh hưởng về cái vấn đề là những cây cối mà nó đưa những cái hàng cây ra, nó mắc những cái bè lưới này là phải tháo lưới mà con phải hư cuộn này. Cho nên giờ mới đổi thay nghề. Đổi thay nghề rồi để đến bây giờ là nó xâm thực quá, cho nên cái bờ bãi nó vào không được vì không có cửa lạch. Với chiều dài 4 km đường bờ biển, trong 15 năm trở lại đây, mỗi năm xã Vinh Hải bị biển xâm thực từ 10 đến 15 mét, ăn sâu vào đất liền, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của gần 700 hộ dân nơi đây. Tuy nhiên, tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng sau cơn bão số 10 và 12 đã làm hư hỏng hệ thống đê chắn sóng, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng người dân. Biển xâm thực và sóng đánh vào thì nó ảnh hưởng đến cái đánh bắt của bà con, là như một số cái cây cối, đặc biệt là rừng phòng hộ. Như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái bùa lưới, thả lưới của bà con nhân dân về cái khai thác biển ven bờ. Từ năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã trích kinh phí 2,5 tỷ đồng để gia cố đoạn kè sung yếu với chiều dài 300 mét bằng dọ đá. Tuy nhiên, do sóng lớn kết hợp với chiều cường đã gây ra nhiều điểm sạt lở mới. Thì mỗi năm như vậy là cái việc xâm thực nó có thể lấn vào khoảng từ 5 đến 10 mét, rất là khốc liệt. Tuy nhiên cái việc xâm thực là như vậy, nhưng mà cái khả năng cái ứng phó thì cũng rất là khó khăn. Hiện tại nguồn lực của địa phương thì cũng rất là khó và chỉ có làm những cái giải pháp mà mềm. Ngoài xã Vinh Hải, tuyến bờ biển thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế còn có trên 10 điểm sạt lở với tổng chiều dài 30 km. Trong đó có 10 km có mức độ sạt lở rất nặng, đe dọa đến khu dân cư tại các xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, Phú Thuận, Phú Diên, huyện Phú Vang, Vinh Hiền, Lộc Vĩnh thuộc huyện Phú Lộc. Không chỉ Thừa Thiên Huế, mà đây là tình trạng chung của nhiều tỉnh miền Trung đang phải đối mặt sau các cơn bão mạnh thời gian qua. Trong thời gian bão, nó xoáy lở rất là mạnh. Nhưng nếu chúng ta có đủ bùn cát, thì là sau bão, bão tan rồi, thì sóng lừng tiếp tục lại mang cát trả lại cái khu vực đã xoáy lở. Rất nhiều dự án phòng chống sạt lở bờ biển mang tính cấp bách hiện vẫn đang nằm trên giấy. Thiếu vốn, thiếu nguồn lực, thiếu những giải pháp tổng thể khiến cho tình trạng sạt lở xâm thực diễn ra ngày một nghiêm trọng hơn.